Titanic được công chiếu lần đầu tiên vào ngày 1 tháng 11 năm 1997 tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo và phát hành chính thức từ ngày 19 tháng 12 năm 1997, thu về hơn 1,84 tỷ đô, trở thành phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử ở thời điểm đó. Tính đến năm 1997, đây cũng là bộ phim có kinh phí thực hiện cao nhất với tổng mức đầu tư ước tính khoảng 200 triệu đô. Dựa theo sự kiện có thật vào năm 1912, khi con tàu khổng lồ Titanic bị va phải tảng băng trôi và chìm sâu dưới Đại Tây Dương, đạo diễn James Cameron đã tiểu thuyết hóa một kịch bản lấy yếu tố tình yêu lãng mạn làm trọng tâm trên nền bi kịch vĩ đại của con người. Ngày hôm nay, hãy cùng Sương Mai tìm hiểu về những câu chuyện hậu trường đã làm nên tác phẩm kinh điển này nhé! Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phê Phim và đây là clip về chuyện hậu trường của Titanic. Titanic là một trong những bộ phim đình đám cuối cùng được quay một cách truyền thống thay vì dựa vào xử lý kỹ xảo hình ảnh trên máy tính. Đó là lý do tại sao phim có kinh phí thực hiện lên tới 200 triệu đô. Đây là một số tiền khổng lồ dành cho một bộ phim điện ảnh vào thập niên 90. Và nếu thất bại ở phòng vé, đây sẽ trở thành cơn ác mộng kinh hoàng. Bộ phim thậm chí còn đắt giá hơn con thuyền Titanic ngoài đời thật. Nó có giá khoảng từ 120 cho tới 150 triệu đô. Các nhà sản xuất tỏ ra vô cùng sợ sệt. Như thể toàn bộ công ty vừa phát hiện mình bị mắc bệnh hiểm nghèo. Không ai tin bộ phim sẽ hòa vốn. Tất cả đều chỉ cố gắng làm sao để thất bại một cách nhẹ nhàng nhất, không ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng của hãng. Đạo diễn James Cameron chia sẻ. Vị đạo diễn huyền thoại nhớ rõ một không khí căng thẳng kéo dài trước ngày phim ra mắt. Chính ông cũng như hãng phim đều không có nhiều niềm tin vào dự án này. Theo tiết lộ của đạo diễn, trước đó, 20th Century Fox mới chính là hãng phim sản xuất độc quyền của dự án. Giám đốc hãng Fox lúc đó tin rằng với kịch bản thú vị, dàn diễn viên trẻ trung, bộ phim sẽ thành công. Tuy nhiên, sau thời gian đầu với việc bộ chi ngân sách một cách chóng mặt, hãng Fox bắt đầu lo lắng và tìm cách đá cục nợ Titanic sang một hãng phim khác. Lúc này, Fox tìm đến Universal và đề nghị san sẻ một phần bản quyền phát hành. Ban đầu thì hãng Universal chấp nhận nhưng lại rất nhát gừng trong việc chi tiền. Hãng này cho rằng rủi ro thua lỗ của Titanic quá cao, chưa kể đến thất bại ê chề của bộ phim hợp tác giữa họ và Fox là Waterworld vào năm 1995. Sau thời gian cân nhắc, Universal quyết định rút tay khỏi dự án này và nhường lại cho Paramount Pictures. Sau khi đọc kịch bản, giám đốc hãng Paramount tin rằng Titanic sẽ thành công vang dội. Cuối cùng, hợp đồng phim trị giá hơn 100 triệu đô đã được ký kết giữa hai hãng Fox và Paramount, mỗi bên chia đôi số tiền đầu tư này. Đầu năm 2019, đạo diễn James Cameron đã tiết lộ nguyên nhân ông giao vai Jack cho Leonardo DiCaprio thay vì Matthew McConaughey. Matthew thử vai trước và sau đó chúng tôi đã gặp Leo. Không hiểu sao lúc ấy, mọi cô gái trong tòa nhà như kế toán viên, nữ bảo vệ đều tập trung xung quanh phòng casting. Chính tình huống đó đã khiến tôi nảy sinh ý nghĩ, có lẽ mình nên chọn anh chàng này. Trong buổi casting đó, James Cameron ngồi ở hàng ghế phía trước và nhìn rõ một khán giả nữ bị cuốn hút bởi Leonardo đến mức không chịu để chàng diễn viên trẻ yên ổn làm việc. Hơn nữa, vào thời điểm Leo thử vai Jack, anh đã ghi điểm vì từng được đề cử giải Oscar khi chỉ mới 20 tuổi cho màn trình diễn trong What's Eating Gilbert Grape. Ngược lại, Matthew McConaughey khi đó mới chỉ bắt đầu. Anh vừa được công chúng biết đến qua thành công của phim hài Dazed and Confused. Dường như Matt chưa đạt được đến trạng thái bùng nổ. Chính sự chênh lệch này đã khiến đạo diễn James Cameron nghiêng về phía Leo. Sự lựa chọn dứt khoát của James lúc đó có thể nói là chìa khóa quyết định đến thành công vang dội của Titanic. Cảm hứng của Cameron cho bộ phim đến từ sự say mê của ông với những xác tàu đắm. Chính ông đã từng khẳng định điều này. Ông muốn truyền tải một thông điệp tình cảm từ thảm họa và thấy rằng một câu chuyện tình lãng mạn kết thúc bằng sự ra đi của một trong hai người sẽ giúp ông làm được điều này. Quá trình sản xuất phim bắt đầu từ năm 1995 khi Cameron thực hiện quay cảnh xác chiếc tàu Titanic nằm dưới đáy đại dương. James cũng mong muốn rằng có thể là một con tàu thật cho quá trình quay phim. Trong mức đầu tư khổng lồ lên tới 200 triệu đô, riêng chi phí xây dựng con tàu đã lên tới 7,5 triệu đô. Ở thời điểm quay phim, một mảnh đất rộng ở Mexico đã được mua để phục vụ việc chứa đựng mô hình tàu Titanic khổng lồ đặt trong một hồ nước có kích thước bằng hai sân bóng đá và bằng một tòa nhà cao 10 tầng. Nước được dẫn thẳng vào trong hồ là nước từ Đại Tây Dương. Nhìn lại quá trình quay Titanic năm xưa, đạo diễn hình ảnh của phim cho hay, rất nhiều điều chúng tôi làm ngày ấy giờ đây có thể được thực hiện dễ dàng bằng máy tính. Nhưng với Titanic, khi bạn nhìn thấy con thuyền khổng lồ trên màn bạc, đó là một con thuyền khổng lồ thực sự. Hay khi bạn nhìn thấy 500 diễn viên quần chúng chạy trên boong tàu, đó là 500 diễn viên thực. Con tàu khổng lồ này cũng đem đến nhiều khó khăn cho đoàn làm phim. Chỉ một ngày 6 chiếc tàu duy nhất được mang từ Nga sang, nó đã gặp trục trặc kỹ thuật và không thể tiếp tục ghi hình.
Không chỉ vậy, sau đó 1.500 công nhân đã được huy động để xây dựng con tàu Titanic có cấu trúc, nội thất và kích thước như một con tàu thật. Được biết, sau khi hoàn thành xong bộ phim, phần còn lại của con tàu đã được bán đồng nát. Fred Gallo, giám đốc kỹ thuật đã từng nổi giận với James Cameron. Tại sao phải là cảnh thật? Tại sao phải là một chiếc tàu ngầm duy nhất trên thế giới? Một thông tin rất thú vị nữa là thời lượng của bộ phim cũng không phải là một sự ngẫu nhiên đâu nhá. Nếu chỉ tính những phân đoạn lấy bối cảnh năm 1912 thì thời lượng của phim tổng cộng là 2 giờ 40 phút. Đây chính xác là khoảng thời gian mà tàu Titanic thật bị chìm xuống mặt biển. Hơn thế nữa, vụ va chạm của tàu với tảng băng trong phim dài 37 giây cũng chính bằng với thời gian xảy ra vụ va chạm ngoài đời thật. Chính James Cameron cũng thừa nhận rằng sự cầu toan của ông đã gây ra rất nhiều hệ lụy tiêu cực. Thời gian trì trệ, hao tổn nhân lực, nhà sản xuất méo mặt, diễn viên căng thẳng, nhân viên bất bình đều xuất phát từ những đòi hỏi quá cao và được xem là ngông cuồng của vị đạo diễn. Ví dụ như việc James dùng khoảng 10.000 tấn thuốc nổ để tạo ra một bể nước khổng lồ phục vụ cho việc ghi hình cảnh chìm tàu. Khoảnh khắc tình cảm giữa Rose và Jack trên tảng băng cũng từng chịu không ít chỉ trích vì ngốn đi quá nhiều tiền bạc và thời gian chờ đợi. Hay việc James yêu cầu toàn bộ phim trường được gắn với các mốc thủy lực và có thể xoay nghiêng tới 60 độ để tạo nên những cảnh quay hoàn hảo nhất. Không chỉ vậy, việc đạo diễn hình ảnh bị thay thế giữa chừng do không đáp ứng yêu cầu cùng với sự khó tính, nóng nảy của James đã khiến không khí trong đoàn trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ngay cả nữ diễn viên chính của tác phẩm cũng rất lo lắng và không dám đối diện với ông. Lúc ấy, James Cameron bị mọi người gọi là kẻ bạo chúa hung tợn. Là một bộ phim về đề tài thảm họa, hiển nhiên những cảnh quay dưới nước tái hiện sự dữ dội của những đợt sóng từ Đại Tây Dương là những đại cảnh cực kỳ quan trọng. Được biết, đây cũng là những cảnh quay gây nhiều khó khăn cho cả đoàn làm phim và các diễn viên. Cảnh các hành khách vật lộn trong nước biển lạnh được quay trong một bể nước sâu hơn 90cm với thể tích 1,5 triệu lít. Dàn diễn viên được phủ một loại bột kết tinh ngay khi gặp nước để vào những thi thể đóng băng. Ngoài ra, họ còn được bôi sáp để tạo ra cảm giác ẩm ướt khi lên hình. Đạo diễn Cameron đã yêu cầu nước được làm ấm để diễn viên không phải chịu cảnh lạnh cóng trong lúc quay phim. Hình ảnh diễn viên thở ra khói là sau này được thêm vào bằng kỹ xảo hình ảnh. Còn những cảnh quay thậm chí đã sử dụng đến 120 tấn nước, gấp 3 lần so với kế hoạch ban đầu. Một trong những cảnh phim nguy hiểm suýt nữa đã dìm chết nữ chính là cảnh cô và Jack chạy trốn khi tàu Titanic dâng chìm. Sóng lớn xô hai người đập vào cửa thoát hiểm, áo khoác của Kate bị dính nước, trở nên nặng nề và mắc vào cửa khiến cô không thể đứng dậy. Nên dù nước ngập ở phim trường không quá cao, nó vẫn cuốn cô và dìm cô xuống. Cô đã cố vùng vẫy mới đứng lên được. Cũng trong quá trình quay phim, do phải quay dưới nước nhiều lần, thế nên nữ chính của chúng ta đã bị viêm phổi nặng và suýt chút nữa phải bỏ vai giữa chừng. Dù vậy, nữ diễn viên đã từ chối mặc bộ trang phục chấm thấm nước bên dưới trang phục diễn xuất để nhân vật của cô trông chân thực và thuyết phục hơn. Kate cũng không phải là nạn nhân duy nhất gặp tai nạn khi quay Titanic. Các cảnh quay dưới nước kéo dài đã khiến nhiều diễn viên bị cảm lạnh, cúm hoặc mắc các bệnh liên quan đến thận. Trên phim trường, khi quay những cảnh này, có tới 20 nhân viên cứu hộ thường trực quanh bể nước để đảm bảo dàn diễn viên được an toàn. Để hoàn thiện bộ phim như mong muốn, Titanic vẫn cần tới sự hỗ trợ của những kỹ xảo hình ảnh cực kỳ tân tiến ở thời điểm đó. James Cameron đã mở một công ty là tiền thân của studio chuyên xử lý VFX và kỹ xảo đặc biệt tiếng tăm trên thế giới hiện nay. Bản thân Titanic đã tạo ra khá nhiều các giải pháp xử lý hiệu ứng đặc biệt, bao gồm xử lý bề mặt và các loại khớp chuyển động với kỹ xảo đồ họa CGI còn rất mới mẻ ở thời điểm năm 1995. Để làm cho khán giả tin về những hiệu ứng trên màn hình, con tàu Titanic có rất nhiều phiên bản mô hình thu nhỏ nhằm phục vụ dàn dựng kỹ xảo dễ dàng. Hãy lấy ví dụ về một trong những cảnh phim mà đoàn làm phim vẫn gọi là cảnh quay triệu đô. Đạo diễn James Cameron có chia sẻ rằng, cảnh quay này được gọi như vậy không hẳn vì nó đáng giá đến triệu đô, mà là bởi giá trị của nó với bộ phim rất quan trọng. Đó là cảnh Jack đứng trên mũi tàu và tận hưởng những đợt gió biển, tự nhận ra mình là ông vua của thế giới. Sau đó, máy quay mở rộng dần cho ta thấy được sự hoành tráng của con tàu Titanic. Đây là cảnh thực sự dẫn bạn đến thế giới thượng lưu của con tàu huyền thoại, khiến bạn choáng ngợp trước sự lộng lẫy của bối cảnh. Nhà sản xuất đã chia sẻ về cách thức thực hiện cảnh quay này. Trên thực tế, hai diễn viên của chúng ta đã ở trong studio và diễn với một chiếc phông xanh giản dị. Họ đứng trên một thiết bị tự chế mà mình tạm gọi là một chiếc bàn xoay, giúp tái hiện các chuyển động của con tàu trông như thật khi thêm đồ họa kỹ xảo. Cùng với đó, đoàn phim sẽ sử dụng các thanh trượt để động tác máy mượt mà hơn khi zoom vào biểu cảm của diễn viên. Họ cũng sẽ phải quay thật toàn bộ các yếu tố khác để ghép vào khung cảnh vĩ đại này. Ví dụ như nước biển, ống khói nhả những làn khói màu xám hay những hành khách thượng lưu đứng trên tàu. Bên cạnh đó, một thông tin thú vị nữa là câu nói "Tôi là vua của thế giới" thực chất không hề có trong kịch bản. Đó là do Leo ngẫu hứng thốt lên và câu nói này
đã được James Cameron giữ lại, trở thành một trong những câu ấn tượng nhất của phim, thậm chí từng được xem là một trong 100 câu thoại ấn tượng nhất trong lịch sử điện ảnh. Cũng được tái hiện ở trên mũi tàu Titanic, chắc hẳn các bạn cũng đang nhớ đến cảnh quay lãng mạn huyền thoại giữa Jack và Rose khi hai người đứng ở trên mũi tàu và dang rộng tay đón gió biển. Đối với nhiều khán giả, đây được xem là cảnh quay lãng mạn nhất trong lịch sử điện ảnh khi tình yêu được thể hiện thật hoàn hảo. Hoàng hôn trên biển khi ấy rực rỡ nhưng êm ái vô cùng. Và có lẽ việc quay dưới hoàng hôn thật, không sử dụng kỹ xảo hay hiệu ứng đặc biệt đã giúp cho khung cảnh trở nên huyền ảo và lay động hơn. Chính đạo diễn cũng cho rằng hoàng hôn là thời điểm hoàn hảo nhất cho cảnh quay này. Cảnh quay đầu tiên giữa cặp diễn viên chính là cảnh Jack vẽ Rose khỏa thân. Do ở thời điểm đó, những bối cảnh lớn hơn chưa được chuẩn bị xong nên họ cần quay những cảnh có bối cảnh đơn giản. Sau khi biết rằng sẽ phải khỏa thân trước mặt Leonardo, dù trước đó chưa hề quen biết, Kate đã quyết định sẽ phá bỏ sự ngượng ngùng bằng cách đơn giản nhất là nháy mắt với anh trong lần gặp đầu tiên. Cũng trong cảnh quay này, Jack có một lời thoại là "Lên giường nằm đi." À, ý tôi là cái ghế chứ. Câu thoại gốc là "Nằm lên chiếc ghế kia đi." Nhưng DiCaprio đã nói nhầm. James Cameron rất thích sự lúng túng tự nhiên này nên đã giữ lại cảnh quay này cho bản phim cuối cùng. Bức tranh vẽ Rose không phải là do Leo vẽ mà là do đạo diễn James Cameron, một người rất có năng khiếu hội họa ngoài đời thực hiện. Tuy nhiên, có một khó khăn nhỏ, đó là Leo thuận tay phải, còn James thì lại thuận tay trái. Các nhà sản xuất đã phải quay hình ảnh qua gương để hình ảnh khi lên trông chân thực nhất. Bức phác họa này sau đó đã được bán đấu giá vào năm 2011 và được trả giá là 16.000 đô. Và đương nhiên, tất cả những bức ký họa khác trong sổ tay của Jack cũng là do James Cameron vẽ. Trong thời gian biên kịch Titanic, đạo diễn James đã thường xuyên nghe nhạc của nữ ca sĩ người Ireland, Enya. Ban đầu, ông muốn Enya sáng tác cho Titanic và thậm chí muốn nghệ sĩ này cùng ông làm nhạc nền cho toàn bộ phim, nhưng cô đã từ chối, khiến James phải tiếp cận với James Horner. Cameron đã nói với Horner rằng ông không muốn một bài hát có lời xuất hiện trong Titanic. Vì vậy, nhà soạn nhạc Horner đã phải bí mật sáng tác rồi cho Celine Dion ghi âm My Heart Will Go On. Sau đó, ông Horner phải chờ đến thời điểm thích hợp để cho James Cameron nghe bài hát, thuyết phục vị đạo diễn chọn nó làm nhạc nền của phim. Sau vài lần nghe thử, dù có lo lắng bị chỉ trích bởi khán giả vì một bài hát mang tính thương mại, song Cameron đã đồng ý. Và cuối cùng, như chúng ta đã biết, bài hát đã giành được giải Oscar ở hạng mục nhạc phim xuất sắc nhất. Trái ngược với những lời tán dương của truyền thông và công chúng sau khi phim ra mắt, Titanic trước khi phát hành đã nhận không ít sự chỉ trích, chùi dập của báo chí. Đạo diễn đã gửi một bản phim demo dài 4 phút cho đơn vị phát hành để thăm dò ý kiến. Thế nhưng, không những không nhận được phản hồi tích cực, mà thay vào đó là hàng loạt câu chuyện tiêu cực trên mặt báo, từ việc ngân sách khủng cho đến những thay đổi về thời gian phát hành. Chúng tôi giống như những kẻ phạm tội nhất lịch sử Hollywood, còn báo chí thì có trong tay món vũ khí quá lợi hại, chỉ trực chờ bộ phim ra mắt để rút dao và đâm. James Cameron mô tả chi tiết như vậy. Vì thế, ông quyết định đối phó bằng cách lùi lại ngày phát hành để câu chuyện lắng xuống, giảm bớt sự chế giễu của truyền thông và chứng minh rằng điều họ nhìn nhận là sai lầm. Chắc hẳn, các fan của bộ phim còn nhớ một cảnh xúc động khi tàu chìm. Đó là hình ảnh đôi vợ chồng già ôm nhau nằm trên giường chờ khoảnh khắc cuối đời của mình đổ chuông. Hai nhân vật này đã được xây dựng trên hình mẫu có thật là Ida và Isidro Sartre, người sáng lập nên chuỗi cửa hàng Macy's và cũng là hai trong những nạn nhân xấu số của vụ chìm tàu Titanic. Bà Ida được nhường lại một chỗ trên xuồng cứu hộ nhưng từ chối với lý do muốn ở lại với chồng mình. Chúng tôi đã chung sống bên nhau, vậy nên chúng tôi cũng sẽ chết bên nhau. Bên cạnh chuyện tình của Jack và Rose, những cảnh phim tái hiện sự đối diện và nỗ lực chiến thắng biến cố của những hành khách trên tàu cũng thực sự lấy được cảm xúc của khán giả. Chúng ta không chỉ theo dõi một câu chuyện tình yêu, chúng ta thực sự được nhìn thấy khát vọng và nghị lực sống của con người trước những biến cố không thể ngờ tới của cuộc đời. Trải qua một hành trình làm phim cực kỳ cam go, cực khổ vì rất nhiều những tình huống phát sinh không thể dự trù trước, cuối cùng, Titanic đã đem đến cho James Cameron và ekip những trái ngọt với sự thành công vang dội trên mọi mặt trận. Trên nền bối cảnh nghiệt ngã của số phận, tình yêu là một thứ gì đó vừa dịu mát, vừa trong lành, vừa có sức sống mãnh liệt với thời gian. Tin rằng, dẫu cho trái tim bạn sau này có chai sạn ra sao, dẫu cho có thời điểm bạn đánh mất niềm tin đặt vào tình yêu đến như thế nào, Titanic vẫn là một thước phim đẹp khiến bạn không thể phủ nhận. Tình yêu là có thật và nó sẽ mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì. Và đó là những gì mà Sương Mai đã tìm hiểu được và mong muốn chia sẻ với các bạn trong video chuyện hậu trường của ngày hôm nay. Không biết các bạn ấn tượng với câu chuyện nào mà mình đã chia sẻ? Các bạn có thông tin nào thú vị trong quá trình thực hiện tác phẩm Titanic mà muốn chia sẻ với chúng mình không?
hãy để lại bình luận để chúng ta cùng trò chuyện và kết nối thêm với nhau các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng Sương Mai trong video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn sớm gặp lại trên Phê Phim. Bye bye. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.